Rồi thì giấc này chị Hồng trang điểm chuẩn bị chút nữa làm lễ nha mọi người. Cái này giờ chị Hồng đến mà chỗ anh Dương Thắng để mà trang điểm rồi nha. Đã không chị Hồng? Đã không? Sáng mai mấy giờ chị thức chị Hồng? 5 giờ. Rồi 5 giờ thức sớm dữ rồi ha. Qua vô nước biển bù rồi hả? Qua vô hai chai. Qua vô bù hai chai, đây đang lấy sức ha. Gà kia nhìn dữ hơn gà này. Hôm nay chị Kalin và đồ sexy luôn hả? Nay lên nhảy nha chị Kalin. Rồi nha. Hai bà này xong rồi chút nữa tới bé kìa kìa. Gà đây gì nhảy luôn. Rồi khách khứa làm sao chị cơ Hồng? Đi qua đường kia hay gì? Đi sao mình hay gì? Đi xe 7 chỗ. Mấy người nó ta đi bạn bè với gia đình. Đúng rồi, mình ở đây trước nè. Xong rồi cái trang điểm rồi xong hết cái mình đi sắm vàng. Hai anh chồng hư dữ nè. Đáng lẽ là Hoàng Anh với chị Hồng. Hoàng Anh với chị Hồng cặp mới đúng mà, anh với chị Galin cặp mới đúng đó. Tại vì nó giống đồng loại. Rồi đồ giả với chị Hồng. Đang trang điểm đi, ngồi trang điểm cho Hoàng Anh luôn không? Mới trang điểm Hoàng Anh luôn. Đây, bên kia là Kalin. Bên đây chừng nào mới tới chị Kalin? U75. Hỏi ở kìa, có nhân vật bánh luôn kìa. Kalin chừng nào mới tới đó chị đám cưới chị Kalin? Chừng nào đám cưới chị Kalin? Không biết nữa. Đám cưới xuống này tổ chức nữa. Dạ. Cái mồi gần như bạc thêm. Mồi chè đi. Bước cái mồi này dặn nó sáng lên. Bây giờ bỏ môi ra là không biết kia em vẽ lại vậy, em vẽ được không nữa đó, ở đó. Tấm này nó đưa nhỏ nhỏ ra, tắp ra. Đẹp chứ nha. Tặng cho chỉ 4 tấm nhỏ. Đã ha. Đẹp ha. Tấm này mình để bàn nè. Đúng rồi, để bàn. Đến bàn á. Tặng cho 4 tấm nhỏ lên hả? Ồ, chu đáo quá. Quá. Giờ vui vẻ gì ha. Nữa thì ngự nơi. Quá trời cái cặp chân mày của chị Galin này. Để lấy viết ông tử viết ông ấy phải ở rẻ không nhà hàng hương quê á, không phải nhà hàng hương quê chỗ nào, nhà hàng hương quê đó. Ừ. Nhà hàng hương quê á, em chạy qua cầu Vàm Cống á, chạy thẳng qua đường qua sa đéc ờ qua sa đéc á, đánh lát xưa á, chỗ quân đội. Nhà hàng sinh thái phải không? Đúng rồi, nhà hàng sinh thái hương quê. Rồi bắt đầu mình đồ bình thường thôi, chừng nào ra máy mình mới bận đồ cô dâu vô mà. Đúng rồi, đồ thường đi lên đó mình không mặc nên nó dễ chạy. Sáng mấy giờ thức anh Bình? Sáng 6 giờ là thức sớm rồi, ăn sáng uống thuốc. Sáng chị Hồng ăn được không? Được, nay ăn nhiều. Ăn nhiều ha. Nay ăn cháo, còn hồi đi chút ăn được miếng cơm sườn. Uống thuốc xong xuôi chưa? Nôn dữ lắm. Nôn ha. Nôn. Tối ngủ được không biết. Không. Sáng này trang điểm chuẩn bị lên dĩa rồi đó. Dĩa. Này lên dĩa rồi. Dĩa. Kalin nha mọi người. Kalin đi nào lên dĩa không? Bắt đi Kalin.
Lên chổng hả? Lên giường. Thì xóa dưới bút lông cho chị nghe, chị Khánh Liên nè. Tô bút lông luôn mới ghê. Tô bằng bút lông. Sáng mới trang điểm ở nhà rồi hay sao? Sáng trang điểm rồi. Đúng rồi, em tới trang điểm một chịu. Lấy nó chúc tặng cho anh cây viết chị về bản tập dễ nha. Bản dễ bằng viết mực không à? Viết bút lông luôn. Dễ bằng viết mực không biết gì dễ gì bằng cây viết chị dễ được không nữa nè. Chào mọi người nha. Tối ngủ được chị Hồng? Chắc không ngủ được đâu. Thao thức gì anh? Nguyên nay ngủ nguyên luôn. Ngon, ngon. Này mấy ca hát gì muốn được chứ? Cái này quậy tưng bừng nha chị Hồng. Hết mình mà. Này quậy tưng bừng luôn. Đâu đâu mới có ngần. Hôm nay em hai cô dâu lớn tuổi nãy em 40 bốn mấy tuổi hai bà về rồi giờ tới ngày 65 nè. Ủa thế hả? Dạ. Bà 65 bển bà đó 6 mấy? 64 hả? 65 luôn. 65 luôn. Rồi hai cô dâu 65 luôn. Sao 65 mà nhìn bà khác em. Giống giống bà Thu Sao ở trên kia nhiêu ta Thu Sao á? Thu Sao nó may 68 rồi. 68 rồi. 68 hả? Bà đi rồi à. Rồi Thu Sao đi hả? Đi vậy? Bà đi mấy tháng rồi. Bà đi rồi. Chết rồi hả? Bà có vợ hả? Không? Có thấy bán hàng trên mạng mà. Còn mưa. Không biết nữa. Đứng đồn tầm 7 hay sao chứ. Nó đi mấy tháng nay rồi. Mà đó mà đi ăn uống đầy đủ mà đi sớm mà còn mấy bà này chắc không im nữa. Thấy việc chứ còn mà. Còn nợ đời chưa đi được đâu hết chị Hồng. Chị Hồng phải Hồng cưng mà. Lo cho anh Bình đi chứ. Mấy bà yêu đời mấy bà dẻo dai. Tại mấy cái bà kia bà có tiền bà phẫu thuật nhiều quá. Đúng rồi. Phẫu thuật nhiều quá là không tốt. Nó giảm tuổi thọ lắm. Mấy người này ta đâu có phẫu thuật gì đâu, phẫu thuật tự nhiên. Ừ, mấy bà này tự nhiên. Thấy kiến ngạo. Kiến đẹp chứ hả? Người đó ra tới nhà hàng hả Bình? À. Ra tới nhà hàng chưa? Chưa. Còn đem hình ảnh qua để chị không làm. Để luôn vậy. Mà sao được? Cái này để lên xe chị. Xe rồi nói gì ạ? Lúc này có xe 7 chỗ kia. Ừ, để qua xe 7 chỗ. Lên chở nữa để qua xe. Đây chừng nào mà tết đến game đám này không có gì. Nôn dữ lắm rồi. Nhìn mấy cái cảnh này nè con. Đã biết rồi còn nôn gì nữa. Có thử hàng rồi nè. Người ta chưa thử, người ta đợi tới ngày đó tao phù hợp phải không? À, còn này sẽ cũ xì luôn. Cự lư chứ. Chị Hồng trang điểm nó trẻ ra là 10 tuổi đó. Hôm nay đám cưới phải trẻ ra 10 tuổi mới được. Hiểu chị quay. Hồng mập mà nhìn cũng đỡ đỡ chứ. Chị Hồng là lớn quá, mọc lên khoảng 10kg nữa là thấy trẻ lắm luôn. Còn chừng 50 tuổi hả? Tướng mực Kalin không dữ không? Kalin là hoa hậu đấy. Dạ, đây đây. Bốc lửa hả? Mình nay mình ăn đi. Mình làm uống dính.
cũng chạy đi đâu mất tiêu rồi đó. Rồi, không bỏ cổ chạy lấy người luôn. Nói chơi thôi chứ ổng chở chị Hồng tới đây mà không dễ gì đi đâu được. Còn anh nói chân điểm không? À, vậy thì chơi luôn. Anh biết đâu ạ? Cứ thử lại. Anh biết không? Để gì? Có nhau đâu? Thì có sao được ha? Không nói được kể. Làm kể đã, làm biết là không biết đâu ạ. Làm cho chị Kalin đẹp được rồi, anh cứng thử thì xấu được rồi. Thằng ông đâu làm chi? Mà bển có ai mà em gả chị Kalin đi luôn. Bình thường. Được không? Bình thường. Họ bả đi đâu mà anh ghen dữ vậy? Làm gì? Họ bả đi đâu mà anh ghen dữ vậy? Chị Kalin nè. Chơi một chút mà. Bà đi chơi có chút xíu mà. Thấy ghen giận đuổi người ta đi luôn. Ừ. Nhà nó ở mà. Phải không à? Mà tao có mò qua nhà người ta không? Hả? Nhà nó ở mà tao có mò qua nhà người ta không? Nhà nó ở mà. Đặt giận hờn rồi nó đuổi đi. Ừ. Kỳ cục. Biết ghen không rồi đốt đồ hết ba chặng này. Làm quần áo, đồ tóc giả, đi hát rồi đốt. Đốt hết trơn hả? Đốt cái gì mới xài? Ừ. Ngã tư Tân Thành, La Du Đồng Tháp. Thì cô nào muốn cưới giờ lại đây nha. Cưới lại đây rất là nhiều cô chỗ nào giờ muốn cưới giờ lại đây. Đẹp đẹp không? Cưới xinh đẹp luôn. Đây có hai cái hình mẫu của hai cô dâu đứng phía trước nè. Nó dễ diện dễ nhẹ 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 nhợt nhợt thôi. Mà mình lên xong lên cho nó phủ lên trên nó đừng có thấy cái gì mực hả? Anh đem nữa cho chị quậy đâu nhẹ ô mày chết liền nhẹ gì nhẹ quý bình thường giật giật thôi bình thường đi đứng cứng cho cái nó đừng có thấy cái gì mực nè nó đẹp nó tự nhiên khỏe mình cũng dễ chịu nó nhưng mà chỉ đè nhẹ thôi. Trời ơi, dính cự nha. Trời ơi, trời. Mấy sáng qua đây làm luôn là nó đẹp mà là nó khác với bây giờ nè. Đừng có trang điểm ở nhà. Đâu có biết. Mốt người đi qua đây cũng cự rồi, cứ lượng quá. Vậy là mốt rút kinh nghiệm lần sau nha. Biết đường rồi đó. Được hả? Biết rồi.